Bùi Tiến Dũng nói gì sau khởi đầu ấn tượng ở Hoàng Anh Gia Lai? Thủ thành Bùi Tiến Dũng cho biết anh hài lòng khi giúp Hoàng Anh Gia Lai giữ sạch lưới trong trận đấu với Khánh Hòa ở vòng 11 V-League 2023-2024. Tối ngày 27 tháng 2, Bùi Tiến Dũng bắt 9-9 cho Hoàng Anh Gia Lai trong trận làm khách của Khánh Hòa ở vòng 11 V-League 2023-2024. Việc thủ thành gốc Thanh Hóa có mặt trong đội hình xuất phát khiến nhiều người bất ngờ bởi anh vừa gia nhập đội bóng phố núi theo dạng cho mượn từ CHN và chỉ có một buổi tập làm quen trước trận đấu. Tiến Dũng gây ấn tượng với nhiều pha cứu thua, ra vào hợp lý, góp công giúp Hoàng Anh Gia Lai giữ sạch lưới và giành kết quả hòa 0-0. Đã lâu rồi tôi không được ra sân thi đấu. Với cương vị thủ môn, đây là một trận đấu hoàn hảo vì tôi đã giữ sạch lưới. Tôi hài lòng với kết quả này nhưng sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng, Bùi Tiến Dũng nói. Bùi Tiến Dũng cho biết anh không cần nhiều thời gian để làm quen với đội bóng mới bởi đa số cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai là đồng đội cũ tại câu lạc bộ hoặc đội tuyển quốc gia. Chúng tôi đều đã biết nhau. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng là người tôi quen biết từ trước. Vì vậy tôi mới từ Hà Nội bay vào Nha Trang, tập được một buổi đã hòa nhập với đội, thủ thành 27 tuổi cho biết. Sau trận đấu, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng dành cho Tiến Dũng những lời khen, Tiến Dũng chơi rất hay ở trận này. Gần cuối giờ, Khánh Hòa chơi với 3 cầu thủ ngoại binh, Dũng ra vào chính xác trong những tình huống bóng bổng. Kết quả hòa này vẫn chưa đủ để giúp Hoàng Anh Gia Lai thoát khỏi vị trí cuối bảng khi họ mới chỉ có 7 điểm, kém đội xếp trên Khánh Hòa 1 điểm. Ở vòng 12, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành gặp Thanh Hóa, đội bóng quê hương của Bùi Tiến Dũng. Khi được hỏi về trận đấu sắp tới, Tiến Dũng cho biết, với mỗi trận đấu, chúng tôi đều muốn giành chiến thắng, chí ít là giữ sạch lưới. Dù biết trận đấu tới sẽ rất khó, chúng tôi sẽ cùng nhau đoàn kết để có kết quả tốt. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.